Bán đảo Triều Tiên nằm ở phía đông của châu Á, nối liền với đại lục mênh mông và nhìn ra đại dương. Ngay từ thời đồ đá cũ, đã có dân cư sinh sống ở đây. Đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, xã hội nguyên thủy ở Triều Tiên tan rã, những quốc gia cổ đại dần dần được hình thành. Trong số các quốc gia cổ trên bán đảo Triều Tiên thì Cho Son là vương quốc phát triển nhất. Vương quốc Cho Son cổ được hình thành ở vùng châu thổ sông Taejong. Ngay từ khi mới thành lập, nhà nước Cho Son cổ đã mang hình thức của một thiết chế nhà nước chuyên chế sơ khai. Trong đó, người đứng đầu nhà nước được đề cao và nắm quyền lực lớn cả về chính trị và tôn giáo. Trong quá trình phát triển của mình, vương quốc Cho Son cổ đã dần dần kết hợp với các vương quốc rải rác trong khu vực giữa vùng châu thổ sông Taejong và châu thổ sông Liao để trở thành một liên minh lớn mạnh. Lịch sử Triều Tiên thường gọi Cho Son cổ trong thời kỳ này là một vương triều liên minh. Thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, một quý tộc nước Yên cũ là Guiman được vua Junwang trọng dụng, giao cho một lực lượng quân đội để trấn giữ biên giới Tây Bắc. Năm 194 trước công nguyên, Guiman đem quân tiến đánh và lật đổ Junwang, cướp lấy ngôi vua. Một vương triều mới là Guiman Cho Son được thành lập trên đất đai của Cho Son cổ, nhưng là một vương triều mang sắc thái của nền văn minh Trung Quốc nhiều hơn. Từ cuối thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, lo sợ sự lớn mạnh của vương quốc Guiman Cho Son sẽ đe dọa quyền lợi và an ninh của Trung Quốc, và lo sợ về khả năng liên kết giữa Guiman Cho Son với Hung Nô, nhà Hán đã mang quân tấn công xâm lược nước này. Vào năm 108 trước công nguyên, nhà Hán đánh bại Guiman Cho Son, chiếm được kinh đô Wang Gom Song, vương quốc Guiman Cho Son bị diệt vong từ đó. Sau đó, nhà Hán chia lãnh thổ của vương quốc này thành 4 vùng phụ thuộc vào Trung Quốc, đồng thời áp đặt một chế độ cai trị nặng nề, khiến cho mâu thuẫn giữa nhân dân Triều Tiên và bọn thống trị nhà Hán phát triển gay gắt. Năm 82 trước công nguyên, nhân dân Triều Tiên nổi dậy đấu tranh quyết liệt, buộc nhà Hán phải rút khỏi 3 quận, chỉ còn khống chế được một số khu vực trong quận Lo Lang. Ngoài vương quốc Cho Son cổ và vương quốc kế thừa nó là Guiman Cho Son, cũng trong thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, ở vùng châu thổ sông Sungari xuất hiện một quốc gia lớn mạnh là Puro. Trung tâm của nó nằm ở vùng Nung An, nơi có những đồng bằng rộng lớn. Quá trình hình thành các quốc gia ở miền Nam Triều Tiên diễn ra có phần muộn hơn. Vương quốc xuất hiện sớm nhất ở miền Nam của Triều Tiên là Chin. Tuy vậy, lịch sử của vương quốc Chin trước thế kỷ thứ 2 trước công nguyên vẫn còn chưa được sáng tỏ. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên về sau, vương quốc Chin đã phát triển khá mạnh. Sự phát triển của đồ sắt và nền nông nghiệp trồng lúa đã dẫn tới việc phân chia lãnh thổ của vương quốc Chin thành 3 vương quốc mới, là Ma Han, Chin Han và Pio Han. Các vương quốc trên tồn tại đến cuối thế kỷ thứ 3 thì bị sáp nhập vào các quốc gia lớn mạnh hơn. Từ những thế kỷ đầu công nguyên, Triều Tiên bước vào thời kỳ phong kiến. Tuy nhiên, sự phát triển của các quan hệ phong kiến ở Triều Tiên diễn ra chậm chạp và không đồng đều trong các miền khác nhau của nước này. Hơn nữa, nó kèm theo một cuộc đấu tranh dai dẳng giữa ba quốc gia tồn tại trên bán đảo lúc bấy giờ là Koguryo, Baekje và Silla. Lịch sử gọi thời kỳ này là Tam Quốc. Các quan hệ phong kiến này sinh sớm nhất ở vương quốc Koguryo. Vương quốc này được hình thành ở trung tâm của vùng châu thổ sông Tung Chia và Yalu vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Trong các thế kỷ thứ nhất và thứ hai, Koguryo trở thành một quốc gia lớn mạnh. Đến giữa thế kỷ thứ ba, Koguryo đã kiểm soát được một lãnh thổ rộng lớn từ vùng châu thổ sông Tung Chia kéo dài tới tận vùng thượng lưu của sông Han ở phía nam. Vương quốc Baekje do những người di cư đến từ phương Bắc lập ra ở lưu vực sông Han vào thế kỷ thứ ba. Đây là nơi đất đai màu mỡ nên từ rất sớm đã xuất hiện và phát triển nền sản xuất nông nghiệp cùng một nền văn hóa đồ sắt. Đây cũng là nơi thuận lợi trong việc tiếp nhận những ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua đường biển. Vì thế, sau khi hình thành, Baekje có được sự phát triển nhanh chóng. Vương quốc Silla được hình thành và phát triển trên cơ sở vương quốc Saro ở đồng bằng Gyeongju, phía đông nam bán đảo Triều Tiên. Là vương quốc được hình thành trên cơ sở liên hợp nhiều thế lực dòng họ, nên quá trình hình thành quốc gia ở đây diễn ra chậm. Đầu thế kỷ thứ 6, Silla đã trở thành một quốc gia hùng mạnh và tiến hành nhiều cuộc tấn công các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ, củng cố địa vị của mình. Sau khi nhà Đường ở Trung Quốc được thiết lập năm 618, thời kỳ đầu, nhà Đường có quan hệ hữu hảo với Koguryo. Nhưng từ khi Đường Thái Tông lên ngôi vua năm 627, mối quan hệ thân thiện giữa hai nước bị phá bỏ. Với ý đồ thiết lập một đế quốc rộng lớn, nhà Đường tiến hành xâm lược nhiều nước láng giềng và gây áp lực với Koguryo. Năm 645, nhà Đường mang quân tấn công thành Anxi của Koguryo nhưng không chiếm được. Trong khi Koguryo phải liên tiếp chống đỡ cuộc xâm lược của nhà Đường, thì Baekje lại thường xuyên tấn công Silla và đã chiếm được 40 thành của Silla. Baekje còn liên minh với Koguryo để tấn công nhằm cắt đứt con đường giao thông từ Silla sang nhà Đường. Trước tình hình đó, Silla đã cầu cứu viện binh của nhà Đường và bí mật giao ước sẽ cắt cho nhà Đường phần đất phía bắc sông Taejong sau khi tiêu diệt xong Koguryo và Baekje.
Năm 660, quân Đường phối hợp với quân Silla tấn công Vecce và chiếm được thành Sabi, kinh đô của Vecce. Sau khi tiêu diệt Vecce, quân Silla và quân Đường tiếp tục tấn công thành Bình Nhưỡng, kinh đô của Goguryeo, nhưng thất bại. Tuy nhiên, do bị chiến tranh kéo dài tàn phá, Goguryeo bị kiệt quệ và suy yếu. Năm 667, quân Đường và Silla lại phối hợp tấn công Goguryeo, và đến năm 668 thì chiếm được thành Bình Nhưỡng, vương quốc Goguryeo bị diệt vong. Nhưng ý đồ của nhà Đường không phải chỉ xâm lược Goguryeo và Vecce, mà còn muốn thiết lập sự thống trị của mình với toàn bộ Triều Tiên. Chính vì vậy, sau khi tiêu diệt Goguryeo và Vecce, nhà Đường đã cho quân đồn trú và áp đặt chế độ cai trị trực tiếp với các vùng đất cũ của hai quốc gia này, đồng thời đặt chức đô đốc phụ ở Silla nhằm cai trị Silla. Trước tình hình đó, Silla đã tiến hành một cuộc chiến tranh đánh đuổi quân đội nhà Đường. Trước tiên, Silla ủng hộ phong trào phục hưng của Goguryeo bằng cách phối hợp với lực lượng kháng chiến của nước này đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường. Silla còn tiến quân vào lãnh thổ của Vecce trước đây, chiếm được thành Sabi và nắm giữ được hoàn toàn đất đai cũ của Vecce. Sau đó, quân Silla đã giành được thắng lợi lớn trước 2 vạn quân Đường ở thành Meso và phản kích thủy quân nhà Đường ở cửa sông Gươm. Cuối cùng, Silla đã hoàn toàn đẩy lui được quân Đường ra khỏi phía nam sông Tê Dông và thống nhất được Triều Tiên vào năm 676. Sau khi Silla thống nhất được bán đảo Triều Tiên và bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển, thì tại vùng đồng bằng sông Sungari, nơi vương quốc Kuro cổ đại có thời hưng thịnh và sau đó rơi vào vòng kiểm soát của Goguryeo, đã ra đời một quốc gia mới là Pahe. Người thành lập vương quốc Pahe là Tê Cho Dông, một vị tướng cũ của Goguryeo. Ông đã tập hợp những tàn dân Goguryeo và người Mông Cổ, tiến vào vùng Tung Musan và lập nên vương quốc Pahe ở đây vào năm 698. Thời kỳ hưng thịnh nhất của Pahe là vào thế kỷ thứ 9, dưới thời trị vì của vua Seon Wang. Vào thời kỳ này, Pahe tiến hành nhiều cuộc chinh phục về phía Tây, buộc nhiều bộ tộc người Mông Cổ phải phục tùng và mở rộng đất đai của mình. Do vậy, Pahe trở thành một vương quốc rộng lớn trong lịch sử Triều Tiên. Tuy nhiên, do dân cư của Pahe gồm hai bộ phận, tầng lớp cầm quyền là dòng dõi của Goguryeo, còn đại đa số dân chúng là người Mông Cổ. Sự khác biệt về chủng tộc và địa vị xã hội là nguyên nhân khiến Pahe rơi vào tình trạng không ổn định và suy thoái. Đến cuối thế kỷ thứ 9, từ một nước hùng mạnh, Pahe đã dần dần suy yếu. Năm 926, Pahe đã bị thất bại và diệt vong trước cuộc tấn công của người Khiết Đan. Sau khi thống nhất bán đảo Triều Tiên, Silla lập nên một vương triều mới, đồng thời thi hành nhiều chính sách nhằm khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội sau một thời gian dài bị chia cắt và bị chiến tranh tàn phá. Vương quốc Silla bước vào thời kỳ hưng thịnh và đạt được sự phồn thịnh vào thế kỷ thứ 8. Từ thế kỷ thứ 9, Silla bắt đầu lâm vào tình trạng rối loạn do những cuộc xung đột, tranh chấp triền miên giữa các quý tộc phong kiến và những cuộc đấu tranh giành vương vị trong nội bộ triều đình. Nạn mất mùa và dịch bệnh khắp nơi làm cho cuộc sống nông dân vô cùng bi thảm. Cuối thế kỷ thứ 9, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra trên khắp cả nước. Một số quý tộc phong kiến cũng nhân đó khởi binh chống lại triều đình. Các cuộc đấu tranh và khởi nghĩa này đã tạo ra sự chia cắt lãnh thổ Silla. Năm 900, cuộc khởi nghĩa ở phía nam đất Vecce cũ đã dẫn đến việc thành lập nước Hậu Vecce. Năm 904, cuộc khởi nghĩa ở vùng đất của Goguryeo cũ đã dẫn đến việc thành lập nước Hậu Goguryeo. Còn vương triều Silla chỉ giữ được một vùng ở miền đông nam bán đảo. Như vậy, sau một thời gian Triều Tiên được thống nhất dưới một quốc gia, một vương triều, bán đảo lại bị phân cắt, trở lại cục diện như giai đoạn trước. Lịch sử gọi là thời kỳ Hậu Tam Quốc. Sau thời kỳ thống nhất của Silla, trên bán đảo Triều Tiên tồn tại ba quốc gia độc lập riêng rẽ là Hậu Goguryeo, Hậu Vecce và Silla. Người lập nên vương quốc Hậu Goguryeo là Kunie, nhưng vốn là người hoang tưởng và bạo ngược nên ông đã bị các tướng lĩnh dưới quyền lật đổ. Người thay thế ông làm vua vào năm 918 là Wang Con, một quý tộc nhỏ vùng Kê Song. Sau khi lên ngôi, Wang Con đã xây dựng và củng cố triều đại của mình, mà trước hết là đổi tên nước thành Goryeo và chuyển kinh đô về Kê Song. Để từng bước kiến tạo vương quốc của mình, Goguryeo đã thiết lập quan hệ mật thiết với Silla, dự định tiêu diệt nước Hậu Vecce. Năm 927, Hậu Vecce mang quân đánh chiếm Silla. Cuộc chiến tranh kéo dài đã làm cho Silla, vốn đã bị suy yếu do tình trạng hỗn loạn, lúc này bị kiệt lực. Trước nguy cơ không bảo toàn được quốc gia trước cuộc tấn công của Hậu Vecce, vua của Silla đã tự trao đất nước lại cho Goguryeo năm 935. Trong khi đó, giữa Goguryeo và Hậu Vecce cũng liên tiếp diễn ra chiến tranh. Vào năm 936, lợi dụng những mâu thuẫn trong nội bộ Hậu Vecce về việc kế thừa vương vị, Goguryeo đã đánh bại Hậu Vecce, thống nhất được Hậu Tam Quốc. Sau khi thống nhất đất nước, vương quốc Goguryeo mới bắt đầu bước vào thời kỳ hòa bình, ổn định, nhưng cũng gặp phải nhiều khó khăn, phức tạp trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.
các vị vua của Koryo đã từng bước tạo lập lại trật tự xã hội, xây dựng quyền lực và uy tín của bộ máy nhà nước trên cơ sở quyền lực của Silla. Koryo chủ trương mở rộng biên giới về phía bắc tới tận sông Chonchon, nên đã tiến quân và thành lập hàng loạt các đồn trú dọc theo sông này. Việc mở rộng lãnh thổ về phía bắc đã khiến Koryo xung đột với Khiết Đan. Chính vì vậy, đã nhiều lần vào các năm 993 và 1010, Khiết Đan mang quân tiến đánh Koryo nhưng đều không thành công, buộc họ phải chấm dứt xung đột và xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Koryo. Ngoài ra, còn có người Kim và người Sung cũng thường xuyên xung đột với Koryo. Năm 1231, quân Mông Cổ tấn công Koryo, thẳng tay giết người cướp của. Nhân dân Koryo đã anh dũng chống lại quân Mông Cổ, nhưng giới thống trị Koryo lại cúi đầu nghị hòa, nhận nộp một lượng cống phẩm lớn cho Mông Cổ, nên quân Mông Cổ rút lui. Sau đó, từ năm 1232 đến năm 1259, quân Mông Cổ đã 5 lần xâm lược Koryo, chiếm được nhiều đất đai, của cải. Koryo phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mông Cổ với rất nhiều khó khăn, do đất nước bị chiến tranh tàn phá. Vào năm 1259, triều đình Koryo cầu hòa với Mông Cổ. Mối quan hệ hòa bình giữa hai nước được lập lại, nhưng Koryo trở thành nước phụ thuộc vào Mông Cổ trong gần 80 năm. Trong thời kỳ này, Mông Cổ cử người đến giám sát việc triều chính của Koryo. Các vua Koryo đều phải mang tên, để tóc theo kiểu Mông Cổ, sử dụng trang phục và ngôn ngữ của người Mông Cổ. Hàng năm, Koryo phải cống nạp cho Mông Cổ nhiều sản phẩm quý như vàng, bạc, vải vóc, ngũ cốc, nhân sâm. Năm 1356, nhân lúc Mông Cổ suy yếu, Koryo đã mang quân tấn công quân Mông ở phía Tây Bắc và Đông Bắc, chiếm lĩnh Tám Châu và Năm Trấn. Đồng thời, vua Cong Minh của Koryo đã tiến hành khôi phục lại cơ cấu nhà nước như trước đây. Trong những năm sau đó, Koryo lại rơi vào tình trạng rối loạn bởi những toán cướp của Trung Quốc và Nhật Bản gây ra. Việc dẹp tan những toán cướp đó của quân đội đã khiến cho uy tín và thế lực của tầng lớp võ quan được tăng cường. Sau đó, tầng lớp võ quan đã phế truất vua Cù Ông Giang và đưa Di Song Nghiên lên ngôi vua, lập ra một triều đại mới, triều đại Choson, vào năm 1392. Sau khi thành lập, vương triều Choson đã tập trung vào việc giữ ổn định vương quyền, tập trung mọi quyền lực về trung ương để hoạch định trật tự thống trị, lấy nho giáo làm nguyên lý cơ bản để cai trị đất nước, khuyến khích phát triển nông nghiệp. Kết quả là xã hội Choson được ổn định, quyền lực nhà nước được tăng cường, kinh tế phục hồi và phát triển, lãnh thổ được mở rộng về phía khu vực sông Ialu và sông Tuman. Cuối thế kỷ 16, chính quyền Choson trở nên hủ bại, liên tiếp xảy ra những cuộc lật đổ nhau trong nội bộ giai cấp thống trị. Lợi dụng tình hình đó, Nhật Bản đã mở cuộc tấn công xâm lược Choson hai lần vào các năm 1592 và 1597. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của nhà Minh, cuộc chiến giữ nước của Choson đã giành được thắng lợi. Cuộc chiến tranh xâm lược của Nhật Bản làm cho Triều Tiên thời Choson bị tàn phá nghiêm trọng, nhân khẩu giảm sút, nhân dân bị bóc lột nặng nề hơn. Nội bộ giai cấp thống trị bị chia rẽ thành các bè phái, đấu tranh quyết liệt với nhau, làm cho tình hình chính trị bất ổn, đời sống nhân dân thêm khổ cực. Trong tình hình đó, vào năm 1636, nước Thanh của người Mãn tộc, một dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, đã mang quân xâm lược Choson. Bị thất bại, Choson buộc phải nhận làm phiên thuộc cho nhà Thanh, phải cắt đứt quan hệ với nhà Minh và phải cử quân đội tới giúp nhà Thanh chống lại nhà Minh. Tuy nhiên, Choson vẫn được độc lập về nội trị cũng như về ngoại giao. Từ đầu thế kỷ 19 trở đi, chế độ phong kiến ở Choson suy yếu, nạn tham nhũng hoành hành, nhân dân phải chịu thuế khóa nặng nề, đời sống khổ cực. Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra trong suốt thời kỳ này. Tuy nhiên, tất cả những cuộc khởi nghĩa ấy đều thất bại vì mang tính chất tự phát, lẻ tẻ và thiếu tổ chức. Về đối ngoại, triều đình Choson đã thi hành chính sách bế quan tỏa cảng và cho rằng đó là điều kiện tối quan trọng để duy trì những trật tự hiện tại trong nước. Điều này khiến Choson càng trở nên lạc hậu so với thế giới bên ngoài. Tới năm 1876, một đất nước Nhật Bản hiện đại nhanh chóng đã buộc Triều Tiên phải mở cửa các cảng biển. Và sau chiến thắng trước nhà Thanh trong chiến tranh Thanh-Nhật năm 1894 đến 1895, Nhật Bản buộc Trung Quốc phải từ bỏ quyền khống chế Triều Tiên. Tuy nhiên, tham vọng chi phối Triều Tiên của Nhật vấp phải đế quốc Nga, kẻ cũng có tham vọng tương tự. Và sau khi Nhật Bản đánh bại Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1904 đến 1905, Triều Tiên thực tế đã thành một quốc gia bị bảo hộ của Nhật Bản. Đến năm 1910, Nhật hoàn toàn thôn tính Triều Tiên bằng hiệp ước sáp nhập Nhật Bản-Triều Tiên. Dưới ách thống trị của đế quốc Nhật, nhân dân Triều Tiên vô cùng khổ cực. Những cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, nhưng đều bị đàn áp vô cùng tàn bạo. Trong Thế chiến thứ hai, người Triều Tiên đã bị buộc phải ủng hộ Nhật Bản. Hàng chục nghìn nam giới bị bắt tham gia quân đội Nhật. Khoảng 200.000 phụ nữ chủ yếu từ Triều Tiên và Trung Quốc bị bắt làm việc như những phụ nữ mua vui trong các doanh trại lính Nhật.
Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng không điều kiện quân đồng minh, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Theo quyết định của hội nghị Yalta và Potsdam, sau khi Triều Tiên được giải phóng, quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Bắc, quân đội Mỹ chiếm đóng miền Nam, với vĩ tuyến 38 làm ranh giới tạm thời. Sau thất bại của những cuộc đàm phán nhằm thành lập chính phủ thống nhất, cuối năm 1948, hai chính phủ riêng rẽ được thành lập ở hai miền Nam Bắc, với hai chế độ chính trị hoàn toàn đối lập nhau. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở miền Bắc đi theo chủ nghĩa xã hội và Đại Hàn Dân Quốc ở miền Nam theo chủ nghĩa tư bản. Tháng 6 năm 1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ giữa Hàn Quốc với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ, và Triều Tiên với sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc. Sau 3 năm chiến tranh kết hợp với đàm phán, ngày 27 tháng 7 năm 1953, tại Hội nghị quân sự Bản Môn Điếm, cả hai bên tham chiến đã ký kết hiệp định đình chiến, lấy giới tuyến và khu phi quân sự theo trận tuyến đóng quân thực tế của mỗi bên. Tuy nhiên, cả hai bên tham chiến đều cho rằng mình đã giành thắng lợi vì đã làm thất bại kế hoạch xâm lược của đối phương. Hai nước vẫn duy trì tình trạng chiến tranh đến năm 2018 thì tuyên bố chấm dứt nội chiến, nhằm tìm phương thức thống nhất trong hòa bình.